Em thưa cô, cho em hỏi chỗ này thiếu ý gì ạ? Chỗ này thiếu ý về giá trị nhân đạo của tác phẩm Chí Phèo này. Dạ, ý này em phân tích rồi, ở ngay đây ạ. Đoạn này ý tứ còn lộn xộn này. Nhưng mà chính cô phân tích theo thứ tự đấy mà. Để em lấy vở ghi. Thôi không cần. Nói lắm vở lờ. Mà cái này là phải tự tìm hiểu thêm, lúc nào cũng bám vào giáo viên thì làm sao mà tiến bộ được. Cô là người nhận xét như thế thì cô phải chỉ rõ chỗ nào sai để em biết mà còn sửa chứ. À, còn cãi à? Anh thích cãi không? Hả? 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 Bên cạnh kiểm tra miệng thì cảm thụ văn học là cái trò thứ hai mà mình không có cảm tình cho em ý lắm. Đừng hiểu nhầm mình, thực chất mình khá thích phân tích thơ, bình thơ hay là làm thơ hay là cảm thụ văn học. Viết gì bây giờ nhỉ? Tôi muốn tắt đèn đi. Cho điện đừng bị mất. Gì nữa nhỉ? Tôi muốn vặn vòi lại. Cho số nước đừng tăng. Nhưng không phải là cảm thụ theo cái kiểu cách hiện nay như ở một cơ số trường học ở Việt Nam. Cái kiểu cách mà mang tính chất dập khuôn vô tội vạ, phản khoa học và khốn nạn hơn cả là góp phần giết chết nền văn học nghệ thuật của đất nước. Hôm nay mình cứng vãi. Mình không biết các bạn thế nào nhưng mà đối với mình thì cả cái thời cấp 3 thì bốn cái từ cảm thụ văn học chỉ có đúng một ý nghĩa duy nhất là cô đọc trò chép. Tức là nếu đúng ra thì nên thay tên lại thành đọc chép văn học. Còn cái từ cảm thụ thì thực chất là quá xa xỉ với học sinh. Bởi vì các em có cảm thế nào thì cảm, cơ mà ý tứ mà không giống với những gì cô đọc cho các em là tách. Mà buồn cười ở chỗ là lúc đầu em cứ tưởng những thứ cô đọc là đều xuất phát từ cái cảm nhận kinh điển của cô cơ. Hóa ra về sau phát hiện cô cũng chỉ đọc sách học tốt. Đó là cái viễn cảnh thời đi học môn văn cấp 3 của mình. Giáo viên cầm sách học tốt dạy, học sinh cầm sách học tốt giơ tay phát biểu. Mặc dù khá là giả tạo nhưng lớp học bao giờ cũng nô nức tiếng cười. Chí Phèo là một tác phẩm của tình trạng áp bức bóc lột nông thôn nước ta trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Đó là hiện tượng người lao động lương thiện bị đẩy vào con đường lưu manh, dần dần bị tha hóa vì hờn ghen vớ vẩn. Em nào có sự bổ sung gì không? Em thưa cô, đó là hiện tượng Chí Phèo chưa thể hết khi xã hội tàn bạo vẫn không cho con người được sống hiền lành, tử tế, vẫn còn những người dân lương thiện bị đẩy vào con đường lưu manh tội lỗi. Sức mạnh phê phán, ý nghĩa điển hình của hình tượng Chí Phèo chính là vạch ra được cái quy luật tàn bạo, bi thảm trong cái xã hội tối tăm nông thôn nước ta thời đó. Rất hay, các bạn vỗ tay. Em đưa cô cho em đi vệ sinh ạ. Ngoài lề một chút, không hiểu sao mà từ trước đến giờ cứ mỗi lần mình xin đi vệ sinh là y như rằng giáo viên nào cũng phản ứng loạn hết cả lên, như kiểu là vừa bị xúc phạm vậy. Em đưa cô cho em đi vệ sinh ạ. Ngồi yên thì không có đi đâu cả. Anh đừng để tôi phải ghi vào sổ đầu bài nhé. Ngày mai mời phụ huynh đến trường làm việc. Tôi sẽ gọi giáo viên chủ nhiệm của cái lớp này đến để giải quyết cho ra nhé. Không điểm, không giải thích. Em đưa cô cho em đi vệ sinh ạ. Đi đi cái... Mới có xin đi hái hoa thôi mà đã như thế rồi, không hiểu. Xin đi vũ trụ chắc xác, mẹ nó định. Quay lại chủ đề cảm thụ văn học. Từ trước đến nay, có một câu hỏi khá là to lớn mà mình luôn đinh ninh trong đầu, đó là đối với các nhà văn nhà thơ, thì có thật là những tác phẩm văn học của họ chứa đựng vô vàn những ý nghĩa như đã được phân tích? Kiểu tại sao có một câu thơ thôi mà suy ra được bao nhiêu ý vậy? Tôi muốn tắt nắng đi. Dường như lòng yêu đời, yêu cuộc sống của ông đã biến thành một ham muốn tắt nắng, trở nên quá táo bạo, đầy độ lo âu trước sự thay đổi của đất trời, của cảnh vật. Muốn ôm tất cả, muốn giữ lại tất cả thiên nhiên với vẻ đẹp vốn có của nó. Đúng vậy, quả thực thế giới này đã được Xuân Diệu cảm nhận như một thiên đường trên mặt đất, một bữa tiệc to lớn của trần gian. Nhưng trong cái phi đó vẫn có sự đáng yêu của một tâm hồn lãng mạn, yêu cuộc sống. Với ông, sống là một hạnh phúc lớn lao, kỳ diệu. Sống là để tận hưởng và tận hiến. Đúng rồi, ước muốn níu giữ thời gian, chặn vòng quay của vũ trụ
đảo ngược quy luật của tự nhiên. Phải chăng ông đang muốn đoạt quyền của tạo hóa? Trời nắng thế này mà lại quên mang kính râm với chan. Tôi muốn tắt nắng đi. Rồi lại còn cái quyển vở soạn văn nữa chứ. Mình thực sự là không hiểu ý nghĩa của nó luôn. Lý thuyết là soạn văn để chuẩn bị bài trên lớp tốt hơn. Ok, vậy thì tại sao lại có cái định nghĩa soạn sơ sài? Em xin lỗi cô, cơ mà cái cảm nhận của em nó chỉ có thế thôi. Và em cũng không có kế hoạch để mà đi làm thơ kiếm sống về sau đâu cô ạ. À quên, thật ra có mấy giáo viên quan tâm đến nội dung vở soạn đâu. Chỉ cần mỗi bài tầm 4-5 trang trở lên là được phê soạn đầy đủ hết mà. Các bạn không tin à? Có thể thử cách này. Về nhà, mở vở soạn văn ra, vừa chép sách học tốt, vừa xen kẽ mấy câu kiểu: qua đoạn văn trên, tác giả muốn khắc họa rõ nét hình ảnh đờ mờ giáo viên dạy cứng nhắc vờ lờ, rất sống động và chân thực, bla bla bla. Thử xem có bao nhiêu giáo viên đọc vở soạn của học sinh mà dám đòi trừ điểm vì cái tội soạn sơ sai. Còn gì nữa nhỉ? À, còn cái trò học thuộc thơ phiên âm nữa. Bình thường học thuộc phần dịch thơ đã là có một chút phản khoa học rồi. Đây lại còn bắt mình học thuộc cả phần dịch nghĩa và phiên âm. Trong khi ngồi nghe thơ phiên âm, chả hiểu cái đếch gì. Thế có khác gì ngồi nghe thằng Ả Rập 60 tuổi kia ngồi làm thơ không? Càn cán cứ cán cu, cu cụ cử cử cá. Càn cứ cử, cán cử cử ký cu. Nói chung là chán. Các bạn có biết mình đang nghĩ gì không? Mình đang nghĩ rằng bây giờ mà thử cho mình đi thi đại học xem. Đề bài: cảm thụ văn học là một nét đẹp văn hóa, nhưng hiếp dâm văn học là một thảm họa. Em hãy nêu đủ 5 ý mà giáo viên của em đã đọc trên lớp để làm rõ luận điểm này. Trả lời thế nào cho sâu sắc nhỉ? Bài làm chấm đờ mờ hội đồng chấm thi.